Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm. Và anh chị em có mặt ở đây hôm nay là ra mắt viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm. Thì thực ra là cái phương pháp mà của bấm huyệt bà Quỳnh Thị Lịch đó là do tôi thừa kế, thì mới chỉ có cái phát triển trong vòng 4 năm nay thôi. Nhưng mà phải nói là tôi ra Hà Nội và xây dựng cái bộ môn năng lượng cảm xạ là gần 20 năm nay rồi. Bắt đầu từ cái Liên hiệp Khoa học UIA. Nhưng mà 4 năm gần đây khi phát triển cái phương pháp bấm huyệt thập trì liên tâm thì phải nói là chúng tôi là nhờ rất nhiều vào là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội để xây dựng đề tài cho đến nay. Và đến nay là nhân cái thành là lập viện thì làm tiếp một cái đề tài nữa, chứ không phải là đề tài bắt đầu từ hôm nay mà đã có từ 4 năm về rồi. Đối với tôi thì là một cái người con ở đất nước này, người miền Nam, nhưng mà tôi lớn lên và trưởng thành để mà phát triển được là chính nhờ miền Bắc đã nuôi dưỡng cho tôi làm được cho ngày nay. Và hai người mà giúp cho tôi thì vừa là người anh, vừa là người thầy, mà cũng là vừa là ân nhân của tôi. Người thứ nhất là giáo sư tiến sĩ Vũ Quang. Xin giới thiệu với cùng mọi người. Người thứ hai là tiến sĩ Vũ Thế Khanh, cũng đã giúp cho tôi gần 20 năm nay để xây dựng bộ môn. Và hôm nay là tôi giới thiệu có tính cách sơ lược thôi về cái phương pháp của bà Quỳnh Thị Lịch. Còn nếu mà nói gì sâu hơn á thì chúng ta sẽ có cái điều kiện thời gian khác. Và ở đây là chúng tôi chỉ nói sơ lược từ cái hình thành và phát triển cái phương pháp từ cái thừa kế của bà Quỳnh Thị Lịch để mà cho đến ngày nay mà được cái môn mà gọi là bấm huyệt thập trì liên tâm. Thì mọi người biết là trước đây cái phương pháp bà Quỳnh Thị Lịch đó thì là chỉ là nó bấm huyệt thôi, và không ai biết là nó xuất xứ từ đâu. Thì bà là một người từ miền Bắc đi vào Nam, và là một người rất là một người ít học, nhưng mà không hiểu sao mà bà lại có thể nắm được một cái mấu chốt, một cái bí quyết mà thật là khoa học. Nhưng mà thật là đáng tiếc là trước đây ấy, là cái môn học ấy, của bà Lịch ấy, là bị hiểu nhầm đó là một cái phương pháp của y học cổ truyền phương Đông, và mọi người cố tình giải thích cái phương pháp bà Quỳnh Thị Lịch theo hướng là y học cổ truyền, nhưng mà thực tế phương pháp của bà Lịch không phải là như vậy. Và khi mà tôi được thừa kế cách đây 4 năm và đầu tiên thành lập cái Hội đồng nghiên cứu khoa học bộ môn này do giáo sư tiến sĩ Vũ Quang làm chủ tịch hội đồng. Đồng thời là một số giáo sư bác sĩ hỗ trợ cho tôi làm. Thì tôi mới phát hiện rằng từ cái hình ảnh của cái trên cái bức tượng Ai Cập thì thấy hình ảnh là người ta bấm huyệt ngón tay chân giống như của bà Quỳnh Thị Lịch, nhưng mà người ta lại kẹp vào nách. Thì mới lúc đó tôi mới nghĩ ra, thì ra cái nách đó là ngay cái động tĩnh mạch lớn. Khi mà chặn động mạch tĩnh mạch ở đó thì lập tức ấy, là những cái động tĩnh mạch nhỏ nó sẽ hoạt động. Và dựa vào cái câu nói của bà Quỳnh Thị Lịch, tức là
khi nào bấm quyền thì bài vẫn cứ nói là cái ven nó nổi lên kìa. Thì cái từ ngữ này là của Tây y chứ không phải của Đông y, có nghĩa là cái ven là cái tĩnh mạch. Và sau khi tôi sang dạy ở bên Pháp ấy, thì một cái sự may mắn là tôi dạy một cái lớp ở Bay thì gồm 30 bác sĩ người Pháp học cái phương pháp này, thì họ nói cái phương pháp này giống như phương pháp của y ma mạch La Medicine de Cabillère. Và một cái bác sĩ đã tặng cho tôi một quyển sách, thì tôi mới phát hiện ra rằng là chính cái phương pháp bà lịch là cái phương pháp y ma mạch. Và từ đó là tôi phát triển theo đường hướng y ma mạch chứ không có phát triển theo đường hướng của bà Quỳnh Thị Lịch nữa. Và chất xỉ bám vào thành mao mạch khiến thành mao mạch càng lúc càng dày lên, làm cho ống mao mạch càng lúc càng bị thu hẹp, nên hồng cầu không đi qua được, bị tắc nghẽn lại. Với khói thuốc lá, chất nicotine trong không khí ngay lập tức đi vào mạch máu thông qua hàng triệu các mao mạch trong phổi. Chất nhựa đó bám chặt vào thành mao mạch, nó dày lên nhanh chóng, gây dính thành mao mạch, làm tắc nghẽn mao mạch. Và như vậy ấy, là cái phương pháp chận động tĩnh mạch của bà Lịch ấy, là nhằm chận những cái động tĩnh mạch lớn. Và khi động tĩnh mạch lớn mà bị chặn ấy, thì động tĩnh mạch nhỏ nó sẽ phải tăng cái áp suất. Và khi tăng áp suất lên ấy, kết hợp với cái bàn tay của mình vuốt nhẹ trên cái hệ thống tĩnh mạch, thì lập tức ấy, là tĩnh mạch sẽ tăng cái kích thích và các mao mạch được giãn ra, và những cái chất vữa, những cái chất mà những cái bí tắc ở những cái mao mạch đó được lưu thông. Thì cái điều này trong cái hệ thống tuần hoàn rất là rõ, thì có dịp thì tôi cũng sẽ nói lại sau. Và chúng ta nhìn đây là một cái hình ảnh là khi mà mạch máu chưa bị chặn ấy, thì cái mao mạch này nó bị những mao mạch bị tắc nghẽn trước khi được tác động, thì dòng chảy của hồng cầu bị chặn lại hoặc chảy rất chậm. Mao mạch ngay sau khi được tác động sẽ lưu thông tốt, dòng chảy của hồng cầu tốc độ nhanh dần lên và chảy thông suốt như các mao mạch lành mạnh khác. Và chúng ta thấy là cái máu nó chạy rất là lưu thông khi mà chúng ta chặn những cái động tĩnh mạch lớn và chúng ta tác động lên những cái hệ thống tĩnh mạch, thì nó sẽ làm tăng cái như vậy, nó làm lưu thông. Sau khi được tác động, mao mạch sẽ được đả thông. Hết bế tắc thì dòng chảy của hồng cầu lại lưu thông tốt. Và như vậy là sau 4 năm thực hiện thì chúng tôi khẳng định phương pháp bà Quỳnh Thị Lịch không phải là một phương pháp bấm huyệt theo phương pháp y học cổ truyền phương Đông, mà đó là một cái phương pháp tác động bơm máu trên hệ thống tuần hoàn của cơ thể mình. Do đó là khi mà dựa trên cái sự phát hiện này thì chúng tôi là tìm ra cái nguyên lý và tác động. Bây giờ cái hiệu quả của nó rất là nhanh và rất hiệu quả. Và tiếp nữa là khi mà thực hiện được rồi thì một cái may mắn nữa là chúng tôi lại phát hiện thêm cái vấn đề là vì cái phương pháp bào bệnh thị lịch là chữa được cái bệnh mà thấy hiệu quả nhất, đó là di chứng tai biến mạch máu não bị liệt. Và cái chân thấp chân cao cũng như là những cái trường hợp mà câm điếc nhưng mà cũng ít thôi. Sau đó là cái lòng băn khoăn là tôi không biết làm sao bây giờ, là nhìn thấy cái phương pháp bào bệnh thị lịch là giãn mao mạch ngoại vi. Bây giờ phải làm sao làm giãn được cái mao mạch nội tạng nữa thì cái phương pháp này trọn vẹn. Thì may mắn là tôi đọc được cái tài liệu y mao mạch của ông Savadoc và mới tìm ra cái phương pháp mới, đó là phương pháp nhiệt liệu pháp thermotherapy hay là hypothermo. Và sau khi phát hiện được cái phương pháp là nhiệt liệu pháp rồi thì gần đây chúng tôi lại phát hiện thêm một cái phương pháp nữa là hàn liệu pháp cryotherapy. Và nhờ vào hai cái phương pháp này mà nó làm cho lưu thông những cái máu mạch máu ở trong cơ thể mình
thì mọi người biết rồi. Đấy, mà thông thì tắc bất thông, thông tắc bất thông, máu huyết lưu thông thì chúng ta không có bệnh tật. Và bản thân tôi á, thì được kinh nghiệm một điều gì? Bản thân tôi á, thì cholesterol trong máu cao, gan nhiễm mỡ, men gan cao, acid uric, tôi bị gút cũng là cả chục năm rồi. Nhưng mà khi mà điều trị, tôi điều trị rất là uống thuốc rồi rất là nghiêm túc, nhưng mà hiệu quả không cao, nó chỉ ở một cái mức độ vừa phải thôi. Nhưng mà từ khi phát hiện ra phương pháp này, bản thân tôi là chườm đá cách đây 3 năm rồi, tức là ngày nào tôi cũng chườm. Và khi chườm đá, đặc biệt đó là chườm ở đâu? Là chườm ở cái vùng gan bằng cái đá nông. Và một cái điều lạ lùng là tất cả những cái chỉ số mà từ trước nay tôi điều trị tích cực không giảm mà bây giờ hết. Cái cholesterol trong máu cũng hết, gan nhiễm mỡ cũng hết, men gan cũng hết. Và đặc biệt nữa là tôi bị hai chứng bệnh mà lo lắng mà không có thể nào mà tưởng tượng có thể chữa khỏi được, đó là cái bệnh xuyễn và nó cũng cắt được cái xuyễn. Rồi cái nữa là tôi bị tắc động mạch cảnh trái hoàn toàn. Vậy mà tôi chườm đá trong vòng 6 tháng thì cái động mạch cảnh nó lưu thông lại đàng hoàng, mà tôi có làm trước và sau cái siêu âm mạch máu để mà chẩn đoán. Và chúng ta có thể xem sơ một bạn cái đoạn. Bạn có nghĩ rằng các có thể giúp chữa đặc biệt là các bệnh về khớp hay gan. Phương pháp đặc biệt này đang được nhiều người bệnh tại Ai Cập tin tưởng. Mặc dù hiện vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào về hiệu quả của hình thức chữa bệnh này, song rất nhiều người vẫn đang tìm đến thành phố mang tên Siwa để có thể trải nghiệm một đợt điều trị kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Siwa, một ốc đảo lâu đời xinh đẹp, nằm cách Cairo 900 km. Nhưng đây mới là điều khiến Siwa trở thành điểm đến của những con người này. Họ đều là các bệnh nhân khớp và đang thực hiện một quy trình chữa bệnh khác lạ. Đào hố lên, đắp cát đến cổ của người bệnh, nằm như vậy 15 phút mỗi ngày. Sau đó chuyển sang nằm trong một chiếc lều được chuẩn bị trước như là một khu sông hơi tự nhiên. Đó là lúc người bệnh phải uống cốc thuốc đặc biệt mang tên Herbal. Bệnh nhân luôn phải khoác trên mình một chiếc chăn để tránh gió lạnh và bắt buộc phải dùng thức ăn, thức uống nóng. Theo những người dân bản địa vốn hành nghề lâu năm, chính những bãi cát nóng chứa nhiều khoáng chất bên trong và khí hậu khô, nóng tại đây sẽ giúp thanh lọc các độc tố ra khỏi cơ thể người bệnh qua các lỗ chân lông. Điều đó giúp đẩy lùi các bệnh về xương khớp hay gan của họ. Trước đây tôi không thể di chuyển được chân của mình, đôi chân của tôi từng cứng đờ, nhưng giờ tôi đã thấy khá hơn rất nhiều. Phương pháp này thật sự hiệu quả đối với tôi. Có nhiều gia đình đã kinh doanh dịch vụ chữa bệnh đặc biệt này qua nhiều thế hệ. Khoảng 32 đô la Mỹ là chi phí cho một ngày chữa bệnh ở đây, bao gồm cả tiền thuê chỗ ở. Những bãi cát dài ở Siwa đang là nơi mà các bệnh nhân tìm đến để đặt niềm tin. Và như vậy ấy, là khi mà phát hiện ra cái phương pháp mà chườm nóng dùng gan rồi đó, thì chúng tôi mới xem lại thì cái phương pháp mà của Việt Nam mình cũng có từ lâu rồi, đó là phương pháp là xong. Nhưng mà cái điều quan trọng mà không có nào thể nào mình ngờ được là ở Việt Nam mình có một cái môn cực kỳ mà Nam Bắc đều có hết mà chúng ta không hề biết, đó là cái là một cái cách chữa bệnh bằng nhiệt mà cứ cuối năm là chúng ta tập trung về nhà. Là ông bà mình nấu, ở miền Bắc thì nấu bánh chưng, còn miền Nam thì nấu bánh tét. Thì mọi người là quay quần trên đống lửa, chung quanh đống lửa đó, thì cái nhiệt độ nó phải nói là rất là cao. Như vậy là người ta ngồi nói chuyện cho tới suốt đêm, tới sáng thức dậy, rồi tắm rửa, rồi chúc Tết. Nhưng mà không có hề thấy ai bị bệnh tật. Thì rõ ràng cái chất nóng của trong lúc là chúng ta nấu thì nó giúp cho cái cơ thể ta hay biết chừng nào. Mà tôi vừa rồi tôi gặp mấy anh ở bên Tổng cục Địa chất ấy, là nói ở gần Hà Nội 60 km gì đó, có cái nước nóng khoảng 60 độ. Nếu như mà chúng ta biết áp dụng cái dùng nước nóng đó, cũng như áp dụng cái phương pháp dùng nấm đá, dùng gan này,
mà theo cái nguyên lý của nó mà máu huyết mà được lưu thông và nhiệt độ ở cho phép đúng như cái nghiên cứu khoa học mà của thế giới đã làm thì chúng ta có quyền sống 120 tuổi. Và hy vọng ở đây là lần này gặp bác Vũ Quanh, là nãy tôi thấy bác Quanh đi thương quá, thì ở đây anh em chút xíu tôi có dặn anh Khôi rồi, thì anh Khôi là cái người bấm rất là giỏi, chút xíu là bác Quanh sẽ bỏ gậy thôi, chứ còn đi gậy rồi đi lục cũng thấy thương quá. Và mọi người sẽ thấy cái cách bôm máu một cách nhẹ nhàng nhưng mà rất là hiệu quả. Và như vậy là người dân tộc họ cũng đã dùng lửa để chữa bệnh, đó là cái lửa là hàng đêm về người ta đốt lửa và cái sức nóng của nó trong cái căn nhà đó giúp cho người ta không có bệnh tật. Và chúng ta thấy tôi thì tôi xin phép là tôi chỉ thoáng qua một cái số hình ảnh thôi, và trong đây cả cái công trình nghiên cứu của học của Hội Ung thư của Mỹ cũng như Viện Nghiên cứu Ung thư của Mỹ, họ đã áp dụng cái chemotherapy trong điều trị ung thư. Và cũng như người ta dùng cái phương pháp lạnh để tác động vô, thì thật ra là khi mà áp dụng cái phương pháp nóng lạnh này, mọi người sẽ thấy một điều rất là kỳ diệu. Đó, thí dụ như gút, hồi xưa giờ chúng ta mà bị gút á, mà acid uric tăng á, thì chúng ta chữa cũng chật vật lắm. Mà tôi thấy là bây giờ người ta nói thuốc cổ truyền có chữa gì, tôi không biết cái đó hiệu quả hay không, tại vì từ trước nay tôi vẫn cứ dùng thuốc tây thôi. Nhưng mà khi dùng cái phương pháp này chườm vô xong ấy, thì chúng ta sẽ thấy một cái hiệu quả rất là rõ ràng, không có cần tốn viên thuốc nào hết, cái acid uric từ từ giảm xuống. Riêng những trường hợp mà sưng khớp mà do cái gút á thì đi không nổi, thì tôi bảo đảm mọi người trong vòng 15 phút thôi đặt cái đá lạnh, mà cái cách mà chúng tôi hướng dẫn ấy, thì lập tức cái chỗ sưng hết sưng và người bệnh sẽ đi lại một cách rất là bình thường. Thì những cái nóng cái lạnh đó sẽ có dịp chúng tôi sẽ trao đổi thêm với mọi người. Nhưng mà tôi nói cái hay nhiều lắm đi nữa cũng không bằng cái thực tế. Tôi muốn dành lại cái thời gian đáng lý tôi ngồi giải thích thì để cho các anh em đã trải nghiệm được cái cách điều trị đơn giản này mà có hiệu quả để báo cáo lại trước hội nghị để mọi người có thể nhìn thấy một cái kết quả rõ ràng, đơn giản, dễ làm, không tốn kém mà ai cũng làm được mà lại hiệu quả rất cao. Xin cảm ơn hội nghị, xin cảm ơn các chú bác. Xin cảm ơn quý vị quan sát, xin mời thầy nán lại sân khấu một chút ạ. Xin mời thầy nán lại sân khấu. Câu lạc bộ là thậm chí Liên Tâm Thái Bình đã đi suốt từ 3-4 giờ sáng mới tới được đến đây. Họ có một mong muốn là muốn được tặng hoa thầy. Xin mời thầy ạ. Xin mời Thái Bình chuẩn bị. Vô cùng cảm ơn thầy Dương Quang Châu là người đi tiên phong trong lĩnh vực lý thuyết về y mo mạch của Việt Nam, cũng như là tác giả của phương pháp hướng dẫn trường đá nóng vùng gan và trường đá nóng lạnh, và là người đã giúp cho phương pháp thẩm chỉ đạo trở nên trọn vẹn hơn. Và bây giờ xin mời câu một thẩm chỉ Liên Tâm Thái Bình. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt,
phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.